Trung tâm giao dịch bất động sản Nhân Trạch Phước Bình Land xin kính chào quý vị. Chúng tôi chuyên nhận ký gửi và giới thiệu đất nền, nhà phố, căn hộ chung cư thuộc khu dân cư Phước An Long Thọ nằm trong tổng thể của đô thị mới Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai gồm các dự án sau. Dự án xây dựng Hà Nội, dự án HUD, dự án Thành Hưng, dự án Sunflower, dự án Ecosun, dự án DTA, dự án tái định cư Phước An Nhân Trạch. Quý vị có nhu cầu mua, bán, ký gửi bất động sản tại khu dân cư Phước An, Long Thọ đô thị mới Nhân Trạch xin hãy liên hệ với Phước Bình Land theo số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình hoặc đường link website ở phía dưới phần mô tả để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Phước Bình Land rất hân hạnh được hợp tác cùng quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Nhân Trạch kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm khởi công dự án nâng cấp đường tỉnh 25B hay còn gọi là đường Tôn Đức Thắng. Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí, sắp xếp nguồn vốn để ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh sớm khởi công dự án nâng cấp đường tỉnh 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhân Trạch ra quốc lộ 51. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, đây là tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm huyện nên cần sớm được đầu tư nâng cấp. Hiện nay, về mặt bằng dự án, đã có khoảng 80% diện tích mặt bằng sạch. Đối với phần diện tích còn lại, huyện Nhân Trạch và huyện Long Thành cũng cam kết sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao đúng tiến độ cho đơn vị thi công. Dự án nâng cấp đường tỉnh 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhân Trạch ra quốc lộ 51 có tổng chiều dài hơn 9,2 km. Tổng mức đầu tư dự án gần 1,5 ngàn tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh, đang trình Sở Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở và dự kiến phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 9/2024. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. Cụ thể, đối với đường ống cấp nước D600, D800 hiện hữu do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai quản lý, vận hành khai thác thì khai toán chi phí gia cố, biện pháp bảo vệ tuyến ống cấp nước D800 và chi phí di dời tuyến ống cấp nước D600 hiện hữu trên đường 25B lên đến hơn 103 tỷ đồng. Trong khi đó, dự toán xây dựng của dự án đang tiệm cận với tổng mức đầu tư. Nếu thêm chi phí di dời, gia cố này sẽ làm vượt tổng mức đầu tư dự án, dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, không kịp phê duyệt thiết kế và không kịp giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án trong năm 2024. Do đó, các đơn vị liên quan cũng đã kiến nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện di dời và gia cố tuyến ống. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giao Công ty Cổ phần Cấp nước Nhân Trạch thực hiện di dời tuyến ống cấp nước D200, chi phí thực hiện được bố trí từ nguồn vốn dự án. Cảm ơn quý vị đã xem video của Trung tâm Giao dịch Bất động sản Nhân Trạch Phước Bình Land. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Xin cảm ơn.